nhà đất Hằng Ly, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và Hằng Ly hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ly đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Lượng thuộc trung tâm phường 16 quận Gò Vấp nha cả nhà. Nhà mình thì với vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi. Đối diện với Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng cũng như là Cityland luôn á, ngay ngã năm di chuyển đi đâu cũng tiện hết. Tại đây thì chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất cũng như là quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận chỉ khoảng 10 phút thôi nha. Trong bán kính 500m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện luôn. Và khu nhà hôm nay Hằng Ly giới thiệu nè, tổng là 4 căn nhà xây dựng mới có sổ hồng công chứng mua bán trong ngày luôn á. Đó, trong đây thì chúng ta có 2 căn góc hai mặt tiền đường và 2 căn nhà phố nha cả nhà. Tổng là 4 căn nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 3 lầu có ban công sân thượng bên trên. Nhà mình thì đầy đủ công năng cho khách hàng mình an cư sinh sống và lập nghiệp luôn nha. Trước khi giới thiệu sơ lược về ngôi nhà, Hằng Ly sẽ quay con đường phía trước nhà để chúng ta cùng tham quan nè. Đó, đường trước nhà của mình thì hiện hữu rộng 5m. Xe ô tô xe tải chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Hẻm thông bàn cờ thông tứ tung luôn á. Khu này thì phải nói là vô cùng đẹp luôn rồi. Một lát nữa lên bên trên sân thượng Hằng Ly sẽ quay view á, view trực diện ra ban công cũng như là mặt tiền đường Nguyễn Văn Lượng. Buổi tối rất là vui luôn cả nhà. Ban ngày thì ngay sân vận động luôn nha. Vị trí phải nói là quá đẹp luôn rồi. Hẻm thông bàn cờ thông tứ tung luôn nè. Phù hợp khách hàng mình có thể là vừa mua ở vừa mở văn phòng công ty. Mình kết hợp mở tiệm tóc, tiệm nail nhỏ nhỏ tại nhà cũng được luôn á. Nhà mình thì kế bên điểm khu phố sinh hoạt luôn, cho nên rất an toàn, an ninh cho khách hàng khi mà an cư sinh sống nha. Có căn thứ nhất nè, căn thứ hai, căn thứ ba, căn thứ tư thì bên trong. Đồng giá gia chủ đang rao bán chỉ hơn 7 tỷ thôi. Với diện tích chiều ngang là 4.5m, chiều sâu là 9m. Mặt ngoài này Hằng Ly đang lia máy nè cả nhà, thì thuộc hướng chính là hướng đông, rất là phù hợp khách hàng mình, cứ mà là đông tứ trạch. Và phía bên hông bên đây nha, thuộc hướng chính là hướng nam, cũng phù hợp khách hàng mình, hướng mạnh là đông tứ trạch luôn. Các hướng là hướng đông nè, hướng nam, hướng đông nam và hướng đông bắc nha. Trong đó thì chúng ta có 2 căn góc hai mặt tiền đường thì được gia chủ thiết kế bên trong gồm 4 phòng ngủ, phòng thờ cũng như là phòng khách, ban công sân thượng đầy đủ luôn. Còn 2 căn kế góc thì thiết kế bên trong là 3 phòng ngủ nha. Gia chủ đang rao bán cho mỗi căn như vậy với giá bán là 7 tỷ 880 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ và Hằng Ly hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Đó, 4 căn luôn, chúng ta vào thì mình lựa ngay căn đẹp nhất nha cả nhà. 4 căn đều đồng giá luôn á. Em di chuyển vào để chúng ta cùng xem nè. Đó, đường rất là rộng luôn á. Mình có thể là đậu xe ô tô trước nhà cũng được luôn nha. Vừa ở vừa mở văn phòng công ty cũng được luôn. Đây, căn này là căn thường nè. Còn kế bên căn thường là căn góc hai mặt tiền đường, mẫu thiết kế hiện đại rất là xinh xắn luôn. Đó, căn hai mặt tiền đường đây. Hẻm này cũng thông luôn nha, thông tứ tung luôn á. Đó, thông ra ngoài đó luôn, ra ngoài đường Nguyễn Văn Lượng. Xe ô tô cũng như xe tải chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Hằng Ly sẽ quay căn góc để chúng ta cùng tham khảo nè cả nhà. Tọa lạc tại vị trí trục đường Nguyễn Văn Lượng. Tại đây thì chúng ta đi bộ ra siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng chỉ khoảng chừng 3 phút thôi á, đối diện siêu thị luôn. Ngay khu phố đi bộ rất là đẹp luôn á. Đó. Và em di chuyển vào căn góc hai mặt tiền đường để chúng ta cùng tham quan nè. Phía ngoài mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà được gia chủ mình ốp đá nha cả nhà, ốp đá full mặt luôn, rất là sạch sẽ và sang luôn á. Căn góc cho nên là phía bên hông được chỗ cửa sổ ra nè. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm 2 lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt 4 cánh kèm một lớp cửa sắt bên trong nữa. 2 lớp cửa. Và không gian khu vực phòng khách kết hợp với phòng bếp tại tầng lửng của gia đình mình. Tại đây thì được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên phía trên nha. Bên trên mình có đèn chùm kết hợp với chân chìm giật cấp, đèn led âm trần đầy đủ hết trời. Tông chủ đạo là màu trắng, màu xám. Đơn giản mà rất là sang luôn á. Phía trước thì mình có bộ bàn ăn 6 ghế nè. Đó. Gia chủ thiết kế cũng rất là tinh tế luôn. Không gian khu vực phòng bếp thì mình có một cái vách tủ ngăn riêng biệt giữa phía trước và phía sau luôn cả nhà. Em di chuyển vào để chúng ta cùng xem nha. Đó, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ hết rồi.
Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet tại tầng trệt nè. Gia đình mình sử dụng hay là dành cho khách khi đến chơi nhà cũng rất là tiện luôn. Mình có bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi, gạch ốp phun trần luôn nha. Cầu thang thì được gia chủ thiết kế nằm ở cuối ngôi nhà, cho nên là khi một lát lên trên á, không gian được sử dụng các phòng ngủ cũng rất là rộng luôn. Đó, ốp đá, hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính nè. Chúng ta có một cái vách ngăn riêng biệt luôn giữa không gian phía trước và phía sau. Đây, phong thủy thì phải nói là hợp lý rồi. Đó, rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Cùng hằng đi chúng ta từ không gian khu vực phía trong nè, nhìn ra mặt tiền phía trước nha cả nhà. Và em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nha. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và giá bán tốt nhất. Cũng như là mình cần nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình thì hãy liên hệ cho Hằng Ly nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu tầng lửng của gia đình mình. Khoảng này thì nhìn thông tầng xuống phía dưới nè. Đó, có đèn chùm rất là thoáng luôn. Và phòng ngủ đầu tiên nha. Đây, không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện hết rồi. Bên dưới là mình lót sàn gỗ nè. Có tủ quần áo full trần luôn á, cũng rất là to luôn. Phòng thay đồ riêng biệt luôn á. Có thể là mình sử dụng làm phòng thay đồ, phòng làm việc, mình để thêm một cái bàn làm việc tại đây nè. Ở đó thì có một cái ô cửa sổ mở ra thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn nha. Này, không gian khu vực toilet của mình cũng có đầy đủ các trang thiết bị rồi, ô cửa sổ chỗ ra ngoài luôn. Bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi, vách kính ngăn riêng như khu vực tắm nè, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Đó, gương này chúng ta bật tắt đèn được luôn nha cả nhà. Gạch ốp phun trần rất là sang luôn á. Tông thiết kế đơn giản thôi, đơn giản nhẹ nhàng. Em tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo nha. Khu vực không gian lầu 2 để chúng ta cùng tham quan nè. Với giá bán cho mỗi căn như vậy là 7 tỷ 880 triệu đồng. Còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình nữa. Hàng này số trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Đó, không gian khu vực lầu 2 của mình nè. Ủa sao đi cả nhà lầu 1 chứ, hồi nãy là tầng lửng bây giờ em lên lầu 1. Mình có một phòng ngủ master tại đây nha. Chúng ta có giường ngủ nè, bàn học, rèm màn cửa chỗ ra phía trước, ô cửa sổ chỗ ra, kệ tủ tivi, tủ quần áo đầy đủ hết rồi, bàn trang điểm đầy đủ luôn á. Khách hàng mình mua về, em sẽ nói gia chủ mình lắp thêm một cái tấm đun sôi tại đây cho mình nha. Đó, hoặc là mình sử dụng cái bàn này làm bàn học cũng được luôn. Bàn là bàn trang điểm thì bên này tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Có tủ quần áo full trần luôn á cả nhà. Kệ tủ tivi đầy đủ hết luôn. Tủ quần áo cũng rất là to luôn nè. Đây, hàng này thử mở ra để chúng ta cùng xem bên trong nha. Gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm, bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng. Đó, hai cái tủ quần áo luôn á. Cái thứ nhất nè, cái thứ hai em đang quay nè. Để được rất là nhiều đồ luôn nha. Đó, ngay căn gốc cho nên là phòng ngủ master được gia chủ mình thiết kế không gian rất là rộng luôn. Phòng này thì chúng ta có toilet rất là to luôn nha cả nhà. Đây, siêu to siêu rộng luôn nè. Có vách kính ngăn riêng như khu vực tắm, lavabo, bồn vệ sinh, đun sôi đầy đủ hết luôn á. Đó, gạch ốp phun trần luôn. Tông chủ đạo là màu trắng kết hợp với những cái điểm nhấn màu đen. Màu đen xám khói một tí nha cả nhà. Bên ngoài rất là đẹp luôn á. Có ô cửa sổ chỗ ra luôn nè. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Không gian khu vực lầu 2. Em đang có mặt tại lầu 1, bây giờ em di chuyển lên lầu 2 nè. Lầu 2 thì được gia chủ thiết kế tiếp tục là hai phòng ngủ và sử dụng chung một toilet nha. Đó, đây, không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ tư nè. Đó, phòng này gia chủ hiện tại đang để trống á, mình để thêm một cái giường tại đó nữa. Em sẽ nói gia chủ thiết kế thêm cho cái hàng mình, có tủ đựng quần áo full trần luôn. Bên trên là có trần chìm giật cấp kết hợp với đèn trần chiếu sáng, ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài đầy đủ hết rồi. Hoặc là mình sử dụng làm phòng để quần áo, phòng làm việc cũng được luôn, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Lavabo đun sôi thì phía bên ngoài này cả nhà sử dụng rất là tiện luôn ha. Đó, khu vực chiếu nghỉ của hành lang cầu thang cũng rất là rộng luôn.
Nó không dây khu vực toilet nè. Chúng ta có bồn vệ sinh, gương soi, vách kính ngăn nghiêng, ô cửa sổ chỗ ra bên ngoài, gạch ốp phun trần hết rồi. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nha, nằm ở phía trước, chỗ ga phía trước nè. Chúng ta có giường ngủ, kệ tủ trưng bày, rèm màn cửa, ô cửa xin pha chỗ ga nè. Đó. Đây. Tủ quần áo đầy đủ hết luôn. Nhà mình nó gia chủ đã đi sẵn cái đường dây cấp ống đồng máy lạnh rồi, chúng ta mua về chỉ cần xách vali vỡ thôi. Hằng đi tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo nè, để quý khách mình cùng theo dõi nha. Khu vực sân thượng của gia đình mình, khu vực trồng cây, trồng hoa, khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ, hoặc là khu vực sân phơi. Đầy đủ công năng dưới này mình an cư sinh sống luôn á. Phía bên trên khu vực cầu thang của mình là được gia chủ thiết kế làm ô cửa yến trời lên sáng trực tiếp ra ngôi nhà. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Sân thượng hàng này không có bật đèn đâu cả nhà ơi, mà cũng rất là sáng luôn á. Đây, chúng ta có một lớp cửa sắt để di chuyển ra bên ngoài nha. Đó, ban công rộng chưa. Để thêm một cái bàn trà ở đây nè, mình ngồi nhâm nhi một ly trà, một ly rượu, tổ chức tiệc nướng BBQ. Quá đẹp luôn. Khung cảnh phải nói là quá tuyệt vời luôn nè. View ra sân vận động luôn nha. Đó. Và mặt tiền phía trước là mặt tiền đường Nguyễn Văn Lượng đó cả nhà, đối diện với Cityland luôn. Khu vực vị trí phải nói là quá cao cấp luôn rồi, đầy đủ tiện ích luôn á. Di chuyển vài bước chân thôi là chúng ta ra siêu thị nè, trung tâm thương mại, cũng như là bệnh viện đầy đủ luôn. Và với khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Và đón xem full video trên kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni cùng em. Trước khi kết thúc video, em xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu, với diện tích chiều ngang là 4.5m, chiều sâu là 9m, thuộc hướng chính là hướng nam, hướng đông. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 4 phòng ngủ. Trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ luôn. Chúng ta mua về thiết kế làm khoảng phòng thờ ở đây nè cả nhà. Em sẽ nói gia chủ mình thiết kế đây cho mình nha. Gia chủ thì đang rao bán cho mỗi căn như vậy với giá bán là 7.880.000.000 đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình nữa. Và Hằng Ni xin kết thúc video tại đây. Em xin kính chúc gia đình mình có một ngày mới tràn đầy hạnh phúc, an vui, sức khỏe. Xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.